thực chất chúng đã bán thẳng cho Tú bà, Tú ông kiếm một mớ tiền rồi thong thả ăn chơi hưởng thụ. Các cô gái thân cô thế cô ở xứ người, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong cam chịu số phận. Chuyến bích nít bất thành và hơn 700 ngày âu sầu. Thượng úy Bùi Quang Huy, cán bộ điều tra đội chống tội phạm buôn bán người, phòng cảnh sát hình sự cho chúng tôi biết đầu tháng 6 năm 2019 chị Phạm Thị Huyện 1994, trú tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, lên cơ quan công an trình báo về việc chị bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 2015. Cũng kể lại quãng đời tủi nhục mà chị phải trải qua trong nhiều năm. Và dù về nước từ năm 2017, song mãi đến năm 2019 chị thế hệ đủ dũng khí để công bố tố cáo các đối tượng đã đẩy chị và nhiều cô gái khác vào đoạn đường tăm tối tưởng như không có lối thoát. Năm 2015, chị Huyện khi đó đang làm giúp việc cho một gia đình trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội. Qua mạng làng hội, Huyện quen với đối tượng Lê Nguyên Tùng 1994, trú tại Thạc Đồng, Thạc Thành, Thanh Hóa. Ở quê ra gặp được đồng hương, lại trong Tùng có bề ngoài khá dễ coi, mặc đồ sành điệu nên Huyện bị cuốn hút, nảy sinh tình cảm. Rồi một ngày nọ Tùng rủ chị Huyện đi picnic cùng hội người chơi. Không chút nghi ngờ, chị liền đồng ý. Đầu tháng 8 năm 2015 chị Huyện bí mật cùng Tùng lên đường mà không hề nói một câu với chủ nhà. Tùng chở Huyện đi về bến xe Giáp Bát. Tại đây đã có một đối tượng nam chờ sẵn. Cả ba lên xe khách nhằm hướng thành phố Móng Cái, Quảng Ninh. Buổi tối cùng ngày, chị Huyện được các đối tượng đưa lên một chiếc thuyền rồi sang Trung Quốc. Hành trình tiếp tục kéo dài khi các tuyến xe khách cứ thế đi sâu vào nội địa. Phải cho đến khi gặp đối tượng Thờ, một mẹ mình chính cống thì Huyện thế hệ dở lẽ mình đã bị người yêu lừa bán. Thờ cho biết đã mua chị Huyện với lạnh hàng vạn nhân dân tệ và nắm chị Huyện phải tiếp khách làng chơi. Chị Huyện không đồng ý, đòi về Việt Nam thì bị đánh đập thậm tệ và tiếp tục bị sang tay cho một đối tượng khác. Đối tượng này dùng đủ mọi cách ép chị Huyện phải bán dâm. Không thể kể xiết những nỗi đau đớn, tủi cực của chị Huyện nơi xứ người, suốt hơn 2 năm ròng. Phải cho đến tháng 8 năm 2017, chị Huyện may mắn được công an Trung Quốc giải cứu và cho về Việt Nam. Ngay từ năm 2015, khi biết tin chị Huyện mất tích, cơ quan công an đã vào cuộc tìm kiếm và có được thông tin về hai đối tượng tình nghi bán chị Huyện ra nước ngoài. Song, khi ấy chị Huyện đang ở sâu nội địa Trung Quốc nên việc đấu tranh với các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Sau đó, Lê Nguyên Tùng tiếp tục thực hiện một phi vụ buôn bán người khác và bị công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, nắm giữ. Tùng sau đó phải thụ án 8 năm tại trại giam Thanh Cẩm. Thượng úy Huy cho chúng tôi biết thêm. Tiếp nhận đơn trình báo của chị Huyện, cơ quan công an khẩn trương tổ chức điều tra và làm rõ ràng hành vi lỗi lầm của Tùng đối với chị Huyện. Qua đấu tranh, Tùng khai do thiếu tiền ăn chơi nên đã liên hệ với một đối tượng khác tên là Y, 1992, trú tại Thạc Thành, Thanh Hóa và bàn nhau bán chị Huyện để lấy tiền. Hành trình bày ra như chúng tôi đã nêu ở trên. Sau khi bán chị Huyện được 6.500 nhân dân tệ khoảng 21,5 triệu đồng, Tùng chia cho Y 3.000 nhân dân tệ. Gã cũng lấy luôn điện thoại của chị Huyện khiến chị không thể liên lạc về cho gia đình hay báo cho ai đó để giải cứu. Hiện, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Nguyên Tùng. Từ sòng bạc đến nhà thổ. Tháng 7 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án buôn bán người, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2001, trú tại làng Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Ngọc Ánh đã lừa rủ chị Nguyễn Thị Thanh Hoa 2002, trú tại Ứng Hòa, Hà Nội, ra nước ngoài làm việc nhẹ lương cao, song bản chất chị Hoa bị ép buộc làm gái mại dâm. Theo tài liệu điều tra ban đầu từ cơ quan công an, trước đó Ngọc Ánh có quen với Huyền Nga, 1998, trú tại Thái Nguyên. Huyền Nga đã có thời gian làm gái mại dâm ở Giang Ma và được chủ chứa ở đây tên là Quá quốc tịch Trung Quốc, gợi ý tìm thêm đồng nghiệp. Mỗi cô gái trẻ đẹp người Việt Nam khi đưa được sang đây, Quá sẽ trả công cho 5.000 nhân dân tệ. Mờ mắt trước tiền, Huyền Nga tìm gặp Ngọc Ánh và rủ sang Giang Ma làm gái nhằm hưởng lợi số tiền trên.
Cùng thời điểm đó, do muốn có người đi cùng nên Ngọc Ánh đã rủ thêm chị Hoa sang Giang Ma, nói dối là làm nhân viên chiêu bài tại sòng bạc với mức lương 15 triệu tháng. Tháng 11 năm 2018, Huyền Nga, Thuê taxi đưa Ngọc Ánh và Hoa đi từ Thái Nguyên về bến xe Mỹ Đình, Hà Nội rồi tiếp tục nắm xe khách lên thành phố Lào Cai. Tại đây Huyền Nga ở lại, chỉ có Ngọc Ánh và chị Hoa được người của Hoa đưa sang Trung Quốc. Từ Trung Quốc, nhóm này tiếp tục vượt biên sang Giang Ma. Chị Hoa sau đó bị Hoa ép làm gái bán dâm. Huyền Nga được Hoa trả trước 1.300 nhân dân tệ. Việc làm quen, yêu đương qua mạng làng hội đôi khi khiến các cô gái phải trả lạnh. Chị Hoa sau đó đã tìm cách liên lạc với người nhà tại Việt Nam và thông tin này hối hả được chuyển lên cơ quan công an để tổ chức giải cứu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đầu năm 2019 khi Huyền Nga và Ngọc Ánh vừa về tới Việt Nam thì bị cơ quan công an nắm giữ. Sau đó chị Hoa được giải cứu về Việt Nam. Trong thời gian chờ bị hại trở về nước, Huyền Nga và Ngọc Ánh đã bỏ trốn. Được biết, đường dây buôn người sang Giang Ma của Hoa và Ngọc Ánh được khép bí mật khá chuyên nghiệp. Mỗi khi tìm được cô gái nào, Ngọc Ánh sẽ chụp ảnh rồi gửi sang cho Hoa, Hoa đồng ý thì sẽ tổ chức vượt biên. Trong quá trình di chuyển, Ngọc Ánh kém xuyên cung cấp thông tin về vị trí cho Hoa. Còn Hoa sẽ căn thời gian và cử người về khu vực biên giới để đón hàng. Cũng theo lời khai của các đối tượng, những cô gái trẻ người Việt luôn là những món hàng mà các ông chủ ở Giang Ma thích. Bởi vậy, dù quãng đường di chuyển xa xôi, nhiều bất trắc song Hoa vẫn quyết làm. Cũng theo lãnh đạo đội, việc giải cứu chị Hoa không hề đơn giản. Cuối năm 2018 chị này đã dùng điện thoại nhắn về cho mẹ để xin giúp đỡ, song không dễ để cảnh sát nước người chơi mở cuộc tiến công vào hang ổ của bọn tội phạm. Lực lượng phá án đã lãnh đạo gia đình tương kế tụ kế để các đối tượng cho chị Hoa về nước. Có một điểm khá đặc biệt trong vụ án này là đối tượng Ngọc Ánh dù là gái mại dâm song lại nảy sinh tình cảm yêu đương với Hoa. Và dưới tác động của Ngọc Ánh, chị Hoa đã được thả về Việt Nam. Bản thân Ngọc Ánh vốn là con út trong một gia đình có hai anh em. Bố mẹ Ánh ly hôn đã nhiều năm. Hai anh em Ánh sống cùng bố. Ánh chỉ học đến lớp 9 rồi nghỉ và đi làm ăn xa nhà, rất ít khi có mặt tại địa phương. Thông tin Ánh là đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán người khiến rất nhiều người quen biết đối tượng này sửng sốt. Cảnh với những lời đường mật. Thượng úy Bùi Quang Huy cảnh báo, qua những vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo các cô gái thế hệ lớn cần hết sức cảnh khi đặt quan hệ với các đối tượng qua mạng, trước những lời rủ đi chơi xa hoặc đi làm việc nhẹ lương cao. Không ít trường hợp xuất hiện trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu sự chăm bẵm nuôi dạy của các bậc phụ huynh, phải bươn bả kiếm sống nên kiến thức sợ nghiệm còn ít, dễ bị các đối tượng lừa phỉnh. Sau khi bị bán ra nước ngoài, hầu hết các cô gái đều bị chủ chứa đối xử hết sức tàn ác. Hằng ngày các cô phải tiếp khách từ sáng đến đêm cho đến mệt nhoài. Cũng vì bị bán sang Tây nhiều lần mà số tiền tú bà phải chi ra để mua càng lớn nên càng ra sức bóc lột công lao nhằm gỡ lại vốn đầu tư. Các đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Lê Nguyên Tùng. Về phía các đối tượng buôn người, bọn chúng đều là những kẻ ham ăn chơi hưởng lạc, không có việc làm ổn thỏa. Khi bán những cô gái Việt Nam sang Trung Quốc, hầu như bọn chúng đều có tâm lý rất yên tâm là hết đường về quê mẹ. Bọn chúng cho rằng sau khi đã vào tay tú ông, tú bà, những cô gái này không có tiền, không có người quen, không biết đường đi lối lại, thì còn khuyên thế hệ trở về Việt Nam để tố cáo. Khi mà thoát về được thì tuổi cũng đã cao, mặc cảm thân phận cũng như cú sốc trải qua khiến các cô ít khi nghĩ đến việc ra trình báo với cơ quan công an. Thậm chí, một số còn quay lại biến thành mẹ mình, là cánh tay nối dài cho tú ông ở Trung Quốc tiếp tục tuyển lựa gái sang bán dâm. Nhiều vụ buôn bán người bị triệt phá. Theo công bố từ Bộ Công an, trung bình hàng năm, các lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện khoảng 400 vụ mua bán người. Trong đó, số vụ án mua bán người ra nước ngoài chiếm khoảng 80%. Năm 2018, phát hiện 211 vụ mua bán người với 276 đối tượng, 386 nạn nhân.
Riêng 6 tháng cao điểm tiến công, trấn áp tội phạm mua bán người đã phát hiện 104 vụ với 164 đối tượng, xác định 160 nạn nhân. Các lực lượng chức năng đã khởi tố 200 vụ, 261 bị can lỗi lầm về mua bán người. Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp đã truy tố 109 vụ, 194 bị can. Tòa án Nhân dân các cấp thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 130 vụ, 233 bị cáo phạm các tội về mua bán người. Các đơn vị chức năng của Việt Nam đã xác minh, giải cứu, tiếp nhận 449 nạn nhân bị mua bán, trong đó trên 80% nạn nhân được cung cấp ban đầu, tư vấn tâm lý, cung cấp sức khỏe, giúp đỡ về pháp lý. Nhiều nạn nhân được trợ cấp khó khăn, học nghề, tạo việc làm, ổn thỏa đời sống, tái hòa nhập cộng đồng.